Biết Hòa Thân là đại tham quan, vì sao Càn Long vẫn không giết? Hòa Thân trong lịch sử nổi tiếng là một tham quan với tài sản không kém quốc khố Đại Thanh là mấy. Hiển nhiên, vua Càn Long không thể không biết điều này. Nhắc đến Hòa Thân là nhắc đến biệt hiệu tham quan bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Số của cải mà Hòa Thân đã tham ô, nhận hối lộ nhiều vô kể. Sở dĩ Hòa Thân có thể vươn lên đỉnh cao của quyền lực rồi làm mưa làm gió như vậy là nhờ sự sủng ái đặc biệt của Hoàng đế Trung Hoa khi đó là Càn Long. Đối với Càn Long, Hòa Thân quan trọng đến mức ngày nào không gặp được Hòa Thân là Càn Long không chịu được. Dưới đây là 7 lý do khiến Càn Long không thể xa rời Hòa Thân, cũng là lý do khiến Càn Long không thể hạ lệnh giết gian thần này. Lý do thứ nhất là giỏi làm thơ. Khi còn đi học, Hòa Thân vô cùng chăm chỉ và được coi là một nhân tài. Càn Long cả đời yêu thích thơ phú, Hòa Thân thì thuộc lòng từng câu chữ, ý thơ hay thói quen dùng điển tích điển cố, cách gieo vần của Càn Long. Để có thể tung hứng với Càn Long, Hòa Thân cũng bỏ công sức học thơ và làm thơ nên khả năng thơ phú của ông ta cũng là thiên hạ hiếm có. Tiên Vịnh Tăng cùng thời với Hòa Thân từng đánh giá rằng thơ của Hòa Thân gieo vần rất tuyệt, rất thông thơ luật. Thơ của Hòa Thân rất hợp với sở thích của Càn Long. Càn Long đọc xong không thích mới lạ. Rất nhiều fan tức cảnh làm thơ đã cứu mạng Hòa Thân. Lý do thứ hai là tướng mạo xuất chúng. Đương thời, Hòa Thân có danh hiệu là đệ nhất tuấn nam Mãn Châu. Tiêu chuẩn dùng người thân cận của Càn Long là hoạt bát nhanh nhẹn, thông minh lão luyện, tướng mạo tuấn tú, trẻ trung xinh đẹp. Người mà có tướng mạo xấu xí khó lòng được Càn Long trọng dụng. Ví dụ như Kỷ Hiểu Lam, tuy là bậc đại tài nhưng vì tướng mạo xấu xí nên khó được Càn Long trọng dụng và được làm trọng thần, sùng thần bên cạnh, nên chỉ có thể dựa vào văn tự lập thân và an phận làm từ thần cho Càn Long. Lý do thứ ba là xuất thân cao quý, làm việc nhanh nhẹn. Dù có nói thế nào thì Hòa Thân vẫn xuất thân từ chính Hồng Kỳ, Mãn Châu. Đây chính là điều kiện cơ sở lớn nhất khiến ông ta được sủng ái. Trong các văn võ bá quan trong triều, đương nhiên hoàng thượng phải yêu người Mãn nhất chứ không phải là người Hán. Hơn nữa Hòa Thân lại thông minh hoạt bát. Tiết Phúc Thành trong Dung Am Bút Ký ghi rằng có một lần Càn Long đi tuần thú, khi chuẩn bị khởi hành không tìm thấy cái lọng vàng đâu. Càn Long vô cùng tức giận, bọn thuộc hạ sợ gần chết vì có thể sẽ bị tội chém đầu, ai cũng không dám trả lời. Đúng lúc đó Hòa Thân đáp: "Tâu hoàng thượng, người nào quản việc này người đó chịu trách nhiệm." Càn Long thấy một thanh niên tuổi còn rất trẻ nhưng lại đối đáp rất lưu loát nên đã bắt đầu chú ý đến anh ta. Lý do thứ tư là có tài quản lý tài chính. Trước đội vụ phủ thường xuyên thu không đủ chi. Sau khi Hòa Thân nhậm chức tổng quản, nội vụ phủ đã dư giả. Ông ta không chỉ giỏi đánh siêu cao thuế nặng với các phú thương buôn bán lớn, các cơ sở sản xuất muối, những đại sứ ở biên ải hay các chính quyền địa phương các tỉnh, mà ông ta còn chủ trương thực hiện chính sách nghị tội ngân, luận tội phạt tiền tại triều. Tiền phạt của các quan viên từ các tỉnh ngày càng nhiều, trở thành một nguồn tài chính lớn chảy vào kim khố của hoàng đế, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của cuộc sống xa hoa, thích khoe khoang phô trương của Càn Long. Về điều này ông ta được vua vô cùng tán dương. Mặc dù là người rất tham lam, nhưng Hòa Thân có những nguyên tắc riêng. Đặc biệt, ông có nguyên tắc ba thứ không tham. Một là không tham tiền cứu trợ thiên tai. Hòa Thân tuyệt đối không tham ô tiền cứu trợ thiên tai, mà ngay cả tay sai của ông cũng không được làm vậy. Năm Càn Long thứ 51, tỉnh Cam Túc chịu cảnh hạn hán kéo dài, vua Càn Long đã ban chuẩn dùng 300 vạn đi cứu trợ hạn hán, mọi việc giao cho Hòa Thân toàn quyền quyết định. Nhà Thanh thời bấy giờ vấn nạn tham nhũng vô cùng nghiêm trọng, nhiều quan thần trong triều đã lén bỏ túi khoản tiền cứu trợ đó, cuối cùng số tiền đến được tay người dân chả còn bao nhiêu. Sau khi Hòa Thân điều tra ra chuyện này, ông đã xử lý vô cùng cứng rắn, thẳng tay trực tiếp trừng trị nhóm quan lại tham ô kia, tịch thu lại số tiền đã bị chiếm đoạt của dân và chính Hòa Thân cũng tự bù thêm một khoản nhỏ. Dưới sự quản lý của ông, quốc khố không những đã được bù đắp đầy đủ mà còn trở nên dư giả. Để giúp vua Càn Long quản lý tài sản, đồng thời thể hiện lòng trung thành của mình với nhà vua, Hòa Thân đã trừng trị một loạt các viên quan tham nhũng, quả là một mũi tên trúng ba đích. Cũng vì lý do này mà tại thời vua Càn Long trị vì, gần như toàn bộ những việc liên quan tài chính đều do Hòa Thân quản lý. Hòa Thân đã không phụ lòng tin của hoàng đế, trở thành người hỗ trợ kinh tế vững chắc cho văn trị võ công của nhà vua, qua đó cho thấy được sự khôn ngoan và nhanh trí của Hòa Thân. Hai là không tham tiền của những người đi cửa sau. Hòa Thân nhận tiền hối lộ dựa theo mức độ nghiêm trọng và độ khó của việc được nhờ vả. Chung quy lại chính là cầm tiền của người khác để thay người đó loại bỏ chướng ngại vật trở ngại. Mặc dù Hòa Thân nắm trong tay quyền lực rất lớn, nhưng ông biết nếu nhận tiền rồi mà không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao phó thì cũng rất dễ trở thành tội nhân. Vị tham quan này sợ rằng những kẻ ngày thường sợ đắc tội với mình sẽ đâm sau lưng mình lúc nào không hay. Vì vậy ông không tham tiền của những người đi cửa sau. Ba là không tham tiền của thí sinh kỳ thi khoa cử. Thời đó, trong số những thí sinh tham gia kỳ thi khoa cử của triều đình, rất nhiều người đều đã trở thành học trò của Hòa Thân. Hơn nữa Hòa Thân muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình nên còn tài trợ thêm tiền cho kỳ thi khoa cử. Tiền tổ chức kỳ thi đều được lấy từ quỹ giáo dục của vua Càn Long. Nếu ai dám cả gan đụng vào thì hoàng đế chắc chắn sẽ phát hiện được, bởi Càn Long luôn coi trọng giáo dục. Hòa Thân hiểu rất rõ về vua Càn Long nên sẽ không dám manh động khiến kinh động đến vạn tuế gia.
nguyên tắc ba thứ không được tham này của hòa thân đã phản ánh rằng chỉ số thông minh cảm xúc EQ rất cao và sự thông minh trốn quân trường nơi ông. Vì trên thực tế, số tài sản đại tham quan này không phải tất cả đều là tiền tham ô mà có. Theo như sử sách ghi lại, trong thời kỳ nắm quyền hành trong tay, hòa thân đã mở hơn 70 cửa hàng, trong đó có cửa hàng Khánh Dư và cửa hàng Hàng Hưng là những cửa hàng cầm đồ lớn nhất. Ngày này chính là việc cho vay cầm cố hợp lệ, nhằm trục lợi nên ông mở ra hơn 300 cửa hàng bạc. Vậy cửa hàng bạc là gì? Chính là tiền thân của ngân hàng ngày nay. Hơn nữa loại ngân hàng này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của một người. Ngoài ra, hòa thân còn cùng người dân phát triển buôn bán với nước ngoài, thậm chí còn có mối quan hệ thương mại quốc tế chặt chẽ với công ty Đông Ấn Độ. Đại tham quan này còn mở thêm các cửa hàng nhỏ kinh doanh in ấn, buôn bán vũ khí, đồ gốm sứ và đồ cổ. Nhờ khả năng quản lý tài chính vô cùng cao siêu, đây chính là một trong những lý do mà Càn Long không giết hòa thân. Lý do thứ năm là có tài ngoại giao. Hòa thân từng nhiều lần phụ trách tiếp sứ thần Triều Tiên, Anh. Trong thanh đại danh nhân truyện lược có ghi rằng, vào năm 1792 năm thứ 57 Càn Long, sứ thần nước Anh đã bình luận, ông ta là người luôn giữ thân phận tôn nghiêm của mình, thái độ hòa nhã dễ gần, nhìn nhận vấn đề rất sắc bén sâu sắc, không hổ là một chính trị gia lão luyện. Lý do thứ sáu là tướng mạo giống tình nhân đã mất của vua. Theo ghi chép của sử sách, khi còn là Bảo Thân Vương, Càn Long từng gặp tiếng sét ái tình với Mã Giai Thị, một ái phi được ung chính hoàng đế sủng ái. Bảo Thân Vương thường nhân lúc không có ai thì chọc ghẹo nàng. Một hôm Mã Giai Thị vô tình va phải chân mày của Bảo Thân Vương thì bị Hoàng hậu Nữ Hộ Lộc Thị nhìn thấy. Hoàng hậu cho rằng nàng dám chọc ghẹo cả hoàng tử, hạ lệnh giam vào Nguyệt Hoa Môn ép phải chết. Bảo Thân Vương biết chuyện chạy đến Nguyệt Hoa Môn thì thân thể nàng đã lạnh. Bảo Thân Vương nước mắt giàn giụa khóc lớn, ta đã hại chết nàng rồi. Nói rồi cắn nát ngón tay của mình cho máu nhỏ lên cổ nàng và nói, kiếp này ta đã không cứu nổi nàng, kiếp sau dùng nốt ruồi son nhận ra nhau. Tự nhiên hai hàng nước mắt của nàng ứ ra rồi mới đi. Sau khi Bảo Thân Vương đăng cơ, chuyện này dần dần quên lãng. Nhưng nhìn thấy hòa thân dung mạo rất giống Mã Giai Thị trên cổ lại có nốt ruồi son, thế là hòa thân được Càn Long coi như Mã Giai Thị tái thế. Lý do thứ bảy là tài xu nịnh hơn người. Tương truyền, có lần Càn Long hỏi hòa thân, khanh là trung thần hay gian thần? Hòa thân đáp, thần không phải trung thần, cũng không phải gian thần, thần là nịnh thần. Vua Càn Long hỏi tại sao, hòa thân lại tiếp tục đáp, trung thần rồi cũng sẽ bị giết. Gian thần càng bị giết, chỉ có nịnh thần là sống lâu nhất. Vào những năm cuối đời, Càn Long càng ngày càng không thích nghe những lời trung thần, thích đao to bố lớn, khoác lóc khoe khoang là thập toàn lão gia, cho rằng mình có thể sánh ngang với tổ phụ Khang Hy. Hòa thân thì hàng ngày vẫn dùng những lời đó để mê hoặc Càn Long, luôn luôn làm cho Càn Long hả hê sung sướng.